Chắc phải cỡ 2 buổi nữa thôi, tại vì ráng phần này phần sau còn 6 tiết của kháng sinh, rồi phần này nữa còn học tới phần đào thải nữa đó em. Chứ còn kháng sinh là phải 6 tới 8 tiết nữa đó. Dạ, tại cô Tú có nhắn thầy là thứ hai là phải xong chương trình đó thầy. Ủa sao nó nói với tôi là nhà để cho mấy cái lớp kia nó đôn riết tôi dạy để lớp của mấy em là trong cái tuần sau này giải quyết nội trong tuần sau mà nên Dạ, thầy cô có nhắn nên là thứ hai phải xong chương trình dưới phòng đào tạo gì đó thầy. Mà tối nay là thầy có thể dạy được không thầy? tối nay Dạ. tối mai đi, tối nay mắc cậu đã bệnh rồi. Dạ, tại lớp tụi em còn học được có tối nay ấy thầy, rồi sáng mai thì tiết 1, 2 với buổi tối ngày mai là tới 8 giờ tụi em mới học được, tại 7 giờ tụi em kiểm tra. Tối nay ủa sao nó nói để chút tôi gọi điện cho nó đi mà chứ tôi cũng đâu có dạy nổi. Sao nó nói với Dạ tôi chứ là gì, thì bạn ở với cô làm sao á thầy? chứ nó nói với tôi là dạy mấy hôm rồi là nó kêu tôi dạy mấy lớp trước cho xong hết, hôm rồi tôi toàn là dạy 8 tiết 8 tiết không à. Rồi để nó Dạ. nói là trong đáng lẽ chủ nhật tuần này tôi cũng không có dạy nữa nè. Rồi sao là ngày hôm qua nó ủa nó báo tôi là tuần này dạy đi đặng trong tuần sau nữa là kết thúc luôn, nó dành nguyên tuần sau rồi sao lại bây giờ lại thứ hai sau làm sao nữa. Để mình coi đi ha, Dạ, rồi để mình gọi điện lại cho nó. liên hệ lại với cô. Dạ. Chứ hôm nay cho nghỉ chút xíu, trời tôi không có từng nào ngày nào tôi nghỉ, ngày nào cũng 8 tiết đều 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 hết trơn luôn. Dạ. Tới cuối tuần cũng không có được nghỉ bữa nào nữa hết trơn. Ngày hôm qua là sáng đi lễ xong rồi chiều tôi trưa về cũng vẫn phải dạy nên để đi để nó để tôi nói với nó không có dạy nổi đâu. Dạ. Vâng, tiếp tục nha. Vì đây là cái phản ứng mình đi vô một chút xíu chi tiết ha, ở trong cái giai đoạn 1. Phản ứng này ta gọi là không liên hợp, thì các bạn nhớ trong này cái phản ứng oxy hóa là cái phản ứng phổ biến nhất. Thì trong đó nó sẽ sử dụng cái hệ thống là nằm cái enzyme nằm trong citocrome P450. Bản chất của cái phản ứng này là một cái phản ứng oxy hóa và nó chủ yếu là phản ứng nhường nhận điện tử. Các bạn đã học phần này ở trong quá sinh. Mình không có chú ý nhiều mấy cái chuyển hóa gì trong đó đâu. Để ý cái kết quả của nó. Nó biến từ một cái thuốc, từ thuốc mẹ ban đầu. Nó gắn cái gốc hydroxy vô để nó được oxy hóa, nó phân cực dần. Để nó dễ cái trở thành những cái dạng ion hóa. Nó hòa vô trong các cái dịch đào thải nha. Cái bản chất của cái chu trình này là cái phản ứng oxy hóa. Thì hiện nay citocrome P450 nó không phải là một cái enzyme duy nhất mà người ta biết nó là nguyên một cái hệ đồng dạng của hàng trăm cái enzyme khác nhau đều được giữ chung một cái nhiệm vụ là xúc tác cho phản ứng oxy hóa, nhưng tùy theo cái cơ chất tức là cái công thức cấu trúc phân tử của thuốc khác nhau thì nó sẽ xúc tác nó sẽ đến để nó xúc tác và người ta gọi nó là ship. Thì hiện nay nó có hết thảy là 12 cái ship, họ ship và nó viết tắt của chữ citocrome P450. Và trong cái họ ship này đó thì mỗi một cái họ giống như vậy thì nó lại chia ra ở bên dưới những cái subfamily đó, những cái dưới họ nữa. Những cái dưới họ này nó khác ở chỗ là nó có khác biệt về cái trật tự của các cái base nitơ nằm ở trong cái đoạn gen quy định tổng hợp ra các cái enzyme này nè. Cho nên là chúng ta lại có ship 1 rồi A1, A2 đúng chưa? Do đó thì từ 12 họ đánh số này thì nó lại có thêm hàng trăm cái enzyme nằm dưới họ nữa. Mỗi một họ thì nó sẽ do cấu trúc di truyền khác nhau, nó sẽ được tổng hợp khác nhau và đương nhiên nó sẽ xúc tác cho nhiều cái enzyme ở nhiều cái thuốc có cấu trúc khác nhau. Và các bạn sẽ thấy
những cái ship khá nổi tiếng chúng ta nghe nhắc rất nhiều ha, đó là ship 1A2, ship 2C19, ship 3A4 đúng không? Thì nhớ đây là những cái enzyme xúc tác cho những cái phản ứng oxy hóa, nó nằm trong cái cytochrome B450, trước đây là cái tên chung. Và thường thì những cái ship từ 1 đến 3 là những cái ship quan trọng và nó được tìm thấy ở người. Đó. Khi họ nghiên cứu trên người thì họ thấy có, họ đánh số từ ship 1 đến ship 3. Mà nhớ dùm giống vậy. Mỗi một cái ship nó sẽ xúc tác cho một cái loại cơ chất khác nhau, tức là những cái thuốc có cấu trúc khác nhau thì có thể được xúc tác bởi những cái enzyme khác nhau. Ví dụ như là các bạn thấy paracetamol nó được xúc tác bởi ship 1A2 và cái phản ứng oxy hóa nó xúc tác, nó cho phản ứng oxy hóa, và ngoài ra nó còn được xúc tác bởi cái ship 2O1, bởi ship 3O4 và ship 2D6 là cái thuốc mà được xúc tác cho rất nhiều các thuốc khác nhau. Ship 2C19 khá nổi tiếng với những cái là cái enzyme xúc tác cho cái chuyển hóa của nhóm BBI với Omeprazole. Các bạn đọc thì hôm nay các bạn sẽ nghe nhắc các cái chương thuốc người ta nhắc đến rất nhiều. Hiện nay thì gần như nếu các cái thuốc tiểu đường, thuốc kháng sinh, tim mạch, những cái thuốc ức chế miễn dịch, thuốc điều trị ung thư, ung dân thì là điều người ta đi vô sâu vô từng cái ship một hết, vì nó khác biệt về cấu trúc di truyền thì nó dẫn đến những cái enzyme khác nhau trong cái quá trình tổng hợp. Các bạn chú ý những cái nhóm đó nha. Ngoài ra nó còn một cái phản ứng oxy hóa nằm ngoài mirosome gan, người ta gọi là phản ứng oxy hóa không thuộc mirosome gan, là nó sử dụng các hệ thống enzyme khác nằm ở trong cái dịch bào tương, ví dụ như là cái quá trình oxy hóa của rượu đồ dân. Thì chúng ta sẽ nhắc lần lượt những cái này ở trong các khái niệm sau. Các bạn nhớ không phải tự nhiên vô cớ tôi lại nhắc những cái này ha, là nó dẫn từ 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 đi ở sau những cái nội dung tiếp nữa anh sao. Còn chúng ta chú ý thêm phản ứng khử, phản ứng thử giải nó quan trọng bằng cái phản ứng oxy hóa. Như vậy thì một cái thuốc qua cái giai đoạn 1 rồi nó sẽ được chuyển qua cái giai đoạn 2. Tới đây thì những cái sản phẩm này nếu nó vẫn chưa đủ hòa tan vô trong các dịch đào thải ra ngoài thì nó sẽ chuyển qua cái giai đoạn thứ hai, người ta gọi là các phản ứng liên hợp, nên cái phản ứng đầu họ gọi là không liên hợp. Trong phản ứng này thì nó sẽ gắn kết với những cái chất nội sinh có trong cơ thể và nó sẽ được xúc tác bởi cái hệ thống enzyme cũng đặc hiệu luôn để tạo thành các cái phức, và những cái phức này nó giúp cái thuốc hòa được, phân tán được vô trong dịch đào thải để thải ra ngoài. Thì khi các bạn dòm các bạn giống vậy thì các bạn hiểu ha. Những cái dược phẩm khác nhau nó sẽ có những cái cấu trúc hóa học khác nhau, nó sẽ gắn với những cái chất nội sinh khác nhau được xúc tác bởi các cái enzyme khác nhau để thải ra ngoài. Khi đó người ta nói morphine nó chuyển hóa qua phản ứng glycyrrolic hóa, tức là nó gắn cái acid glycyrrolic vô, và như vậy cái sản phẩm đào thải của nó sẽ ở dạng liên hợp với acid glycyrrolic. NH nó gắn cái gốc acetin hóa vô, được xúc tác bởi cái enzyme N-acetin transfera, và khi đó nó sẽ được thải ra ở cái dạng đào thải là cái dạng acetin hóa. Paracetamol thì nó gắn với cái glutathione để nó thải ra ở một cái dạng liên hợp với acid với glutathione. Các bạn nghe nhắc giống như vậy. Thì ở đây là những cái chất nội sinh mà nó tạo ra các phản ứng liên hợp với thuốc do cơ thể nó cung cấp, thường nó là nhiều nhất nó là acid glycyrrolic ha, rồi glutathione, rồi nó gắn gốc metin, gốc sinfat, gắn lysine liên hợp với glutamine hoặc cái gốc acetin vô. Đây là cái ví dụ cho các bạn thấy nó minh họa cái chuyển hóa của ibuprofen. Nó qua cái pha thứ nhất bắt đầu nó được hydroxy hóa, tức phản ứng oxy hóa diễn ra, đến pha thứ hai nó gắn với cái acid glycyrrolic, và đương nhiên cái sản phẩm này thì chiếm 17% trong các cái tổng sản phẩm của thuốc thải ra ngoài. Và chúng ta sẽ tìm thấy ở trong các cái dẫn xuất liên hợp này, nằm ở trong các cái dịch đào thải, chứ chúng ta thấy không phải thấy là hết toàn bộ thuốc ở dạng nguyên vẹn ha, mà nó có rất nhiều cái dạng khác nhau. Để các bạn hiểu trong phần chuyển hóa và đào thải nó đó, thuốc được thải mấy mươi phần trăm ở dạng này, 2% dạng kia vân, thì đó là do cái con đường chuyển hóa nó tạo thành. Vì có rất nhiều các cái liên hợp với các cái dẫn xuất ở bên trong nội sinh, bên trong cơ thể, thì chịu khó nhớ dùng cái liên hợp với acid glycyrrolic. Đây là cái liên hợp thường xảy ra nhiều nhất đối với các thuốc
và khi đó nó sẽ tạo ra một cái chu trình đào thải. Sau này chúng ta nhắc đến là chu trình gan mật, nên các bạn sẽ nghe nhắc đến trong phần đào thải là nó nhờ nó liên hợp với axit glycyrrhizic này. Thì các bạn có thể, đây là một cái phản ứng mà họ minh họa chung nhất cho một cái thuốc, và khi đó nó sẽ gắn với axit glycyrrhizic, nó được xúc tác bởi cái một cái transferra để tạo thành một cái dẫn xuất. Và lúc bây giờ nhờ cái dẫn xuất beta glycyrrhizic quá này thì nó sẽ giúp cho cái thuốc đó, màu xanh đấy các bạn, nó sẽ dễ hòa trong các dịch đào thải, nó thải ra ngoài. Thì các bạn có thể coi thêm trong bài với các cái liên hợp nhân dân. Như vậy thì cái hậu quả của quá trình chuyển hóa nó vẫn là, chúng ta chú ý, sản phẩm qua quá trình chuyển hóa có thể là mất tác dụng hẳn để thải ra ngoài, hoặc là vẫn còn tác dụng rồi sau đó thải ra ngoài qua những cái quá trình chuyển hóa, hay là nó tự biến một cái sản phẩm từ không tác dụng sang có tác dụng rồi thải ra ngoài, hoặc là nó biến một cái sản phẩm trung gian tạo ra phản ứng phụ hay độc tính cho thuốc. Đó là cái hậu quả. Chúng ta có thể thấy ví dụ có rất nhiều các cái chất thì nó qua quá trình chuyển hóa vẫn có tác dụng, ví dụ như morphine đó các bạn, nó chuyển thành morphine 6 glycyrrhizic. Giờ như đây các bạn hiểu ha, nó liên hợp với axit glycyrrhizic và cái dẫn xuất này á, nó vượt được qua hàng rào máu não và cái tác dụng mà gây giảm đau, tạo ra cái nghiện á, quen thuốc rồi dân, là do cái 6 morphine glycyrrhizic này tạo thành. Bởi vì khi nó gắn với axit glycyrrhizic thì nó lại có khả năng vượt ngang qua hàng rào máu não. Còn trong trường hợp cái diazepam nó chuyển hóa thành nordiazepam vẫn có tác dụng, tới oxazepam vẫn có tác dụng. Nên cái oxazepam lại là cái thuốc được lựa chọn ưu tiên trên cái người lớn tuổi. Còn cái enalapril là cái thuốc mà không có tác dụng, nó gọi là tiền chất, vô trong cơ thể thì nó phải chuyển được cái, nó mới tạo ra các cái phản ứng ST hóa. Lúc bây giờ các cái dẫn xuất ST hóa nó mới có cái tác dụng. Và cái prednisone đó, nó phải qua quá trình chuyển hóa để tạo thành prednisolone. Và các bạn sẽ thấy nếu một cái sản phẩm mà điều trị cái viêm mà sử dụng bôi ngoài da mà dùng cái tiền chất là prednisolone thì thuốc đó không có tác dụng, cái sản phẩm đó không tác dụng kháng viêm. Bởi vì nó phải vô cơ thể nó chuyển tạo thành prednisolone mới có tác dụng kháng viêm. Mình phối cái prednisolone này ở ngoài, mình bôi ngoài da nó không có tác dụng gì hết. Những cái dẫn xuất mà tạo ra độc tính, ví dụ các bạn nghe nhắc đến là N-acetin, para-kinonamin, N-ABQI đó, đây là cái dẫn xuất trung gian tạo ra cái phản ứng hoại tử tế bào gan, nó dẫn đến dùng paracetamol, dẫn đến ngộ độc có thể chết, chứ paracetamol thì không có gây phản ứng đó ha, mà là cái dẫn xuất trung gian tạo thành. Thì rất nhiều cái, và nhiều cái dẫn xuất thì chính cái độc tính của thuốc chính là các cái sản phẩm chuyển hóa trung gian này tạo thành. Các bạn sẽ thấy rất nhiều các cái bảng này nằm trong các sách dược lực khi chúng ta sử dụng thuốc đó, nó sẽ giải thích cho quá trình chuyển hóa. Thì cái đầu tiên hết, cái heroin, codein, một loạt các cái dẫn xuất nằm trong nhóm opioid thì cuối cùng vô cơ thể nó điều chuyển thành cái morphine hết, và sau đó thì nó gắn với cái liên hợp với ở cái acid glycyrrhizic ở cái morphine ở vị trí carbon thứ 3 và cái thứ đó nó mới được thải ra ngoài. Còn nếu nó gắn acid glycyrrhizic vô cái morphine ở carbon thứ 6 thì cái dẫn xuất liên hợp này bây giờ thì lại là không có cái đào thải mà nó lại vượt ngang qua được hàng rào máu não. Và như vậy các bạn sẽ thấy, xin lỗi các bạn, tôi có cái điện thoại chút xíu.
mình tiếp tục các bạn. Thì chính cái dẫn xuất sáo này là nó mới đi ngang qua hàng rào máu não, và những cái tác dụng liên quan đến giảm đau, gây nghiện, độn chân đó là do cái dẫn xuất này tạo. Thì heroin đó các bạn, nó chuyển thành morphine. Chính vì vậy mà cái đứa mà nghiện morphine mới là cái đứa biết nghiện. Còn cái đứa nghiện heroin là cái đứa nghiện nghèo, chỉ mua những cái sản phẩm vô mới chuyển hóa tạo thành morphine có tác dụng. Còn chính ra đó là cái nghiện morphine mới là cái nghiện mà biết nghiện đó. Đó là cái một số cái thuốc qua quá trình chuyển hóa vẫn tạo tác dụng ha, tác dụng. Hay thậm chí cái nó là cái tiền chất ban đầu. Có những cái trường hợp độc tính thì đó là paracetamol, thì cái này các bạn học trong chương NSAID chỗ thầy Sun trình bày rồi, phải không? Cái paracetamol qua quá trình hydroxy hóa nó chuyển đến oxy hóa đó, nó tạo ra NaBQA và sau đó nó liên hợp với glutathione ở cái dạng GH, và cái dẫn xuất này khi đó cái hình ở trên hình A đó các bạn, nó mới bắt đầu nó trở nên nó tan được trong nước và nó dẫn xuất ra ngoài. Còn khi mà nó ứ lại vì cái lý do gì, là thứ nhất là cạn kiệt cái glutathione, hai là do ngộ độc của paracetamol liều rất lớn cho nên là không đủ cái glutathione để dẫn xuất thì nó ứ lại, và khi nó ứ lại giống như vậy thì nó sẽ gây ra cái độc tính trên tế bào gan. Cái sản phẩm chuyển hóa trung gian mới tạo ra tác dụng. Hay trong trường hợp các bạn sẽ thấy nếu vậy thì họ giải độc cái paracetamol bằng gì, đó là họ giải độc cái cung cấp vô cái glutathione để giải độc. Vậy thì đem thẳng glutathione vô được không? Thì đây là phản ứng sinh học nên nhiều khi cái enzyme đó nó giờ không có ra, nên người ta lại phải đưa cái N-acetylcysteine. N-acetylcysteine là cái tiền chất để vô cơ thể nó mới tổng hợp thành glutathione, thành cái glutathione nội sinh, và khi đó thì nó mới giúp giải độc cái ba NaBQA nó đang tích lũy lại bên trong đó. Đó. Chứ không phải là chúng ta cứ bỏ cái chất vô, một cái chất vô thì nó đã xúc tác cái phản sinh học nó qua hệ thống enzyme nó khó chịu giống như vậy. Một cái nữa là chúng ta hay nghe nhắc nhiều, đó là cái độc tính của sulfonamide. Cái đây là các cái nhóm kháng sinh có tác dụng điều trị, và nhưng mà trong cái quá trình nó chuyển hóa thì nó lại tạo thành cái dẫn xuất bằng cách nó gắn cái gốc acetin vô và nó lại là rất khó tan. Và như vậy á, thì nó dẫn đến là nó tạo ra những cái tinh thể nó lắng động ở trên đường tiểu, và dẫn đến là nó có thể gây bí tiểu nè, hoặc là nó dẫn đến là cái gây ra cái tổn thương cái niệu đạo khi người ta đái, và dẫn đến gây ra cái trạng thái đái ra máu vân vân. Thì đó là những cái phản ứng phụ của nhóm này, và người ta khuyến cáo là nên khi sử dụng cái nhóm sulfamide thì nên uống thiệt nhiều nước đi kèm theo để tạo ra một cái dung lượng nước tiểu lớn. Khi đó nó sẽ thải cái các cái dẫn xuất này theo cái lượng nước tiểu đó đi ra ngoài. Còn nếu uống ít nước thì nó rất dễ lắng động lại và nó gây ra bí tiểu, cái dẫn xuất N-acetin của cái sulfamide. Còn bây giờ cái thứ ba là những cái tiền chất trở thành cái chất có tác dụng, thì cái được nhắc mà nó sẽ liên quan đến những cái ví dụ ở sau nữa, đó là cái vitamin D3. Vitamin D3 nó còn gọi đó là cái cholecalciferol. Trong nhóm vitamin D thì chúng ta có ba loại, đó là một là sterol, hai là ergocalciferol, và ba là cái cholecalciferol. Cái nhóm cholecalciferol này nó có cái vitamin D này nó có thể có ở trong cái nguồn gốc ngoại sinh, nó có một cái lượng rất ít ở trong cái nội sinh, nó là 7 dehydrocholesterol, và dưới tác dụng ánh sáng mặt trời thì nó chuyển thành cái vitamin D3 cho cơ thể dùng, nên mấy cái đứa bé người ta kêu tắm nắng là vậy. Tuy nhiên cái vitamin D3 thì không có tác dụng, mà muốn có tác dụng thì nó phải được di chuyển đến gan và nó được oxy hóa diễn ra, nó gắn cái gốc hydroxy vô carbon số 25, nên người ta gọi là 25HCC, tức là 25 hydroxy cholecalciferol. Sau đó thì nó lại được di chuyển đến thận và nó lại gắn thêm một gốc hydroxy vô carbon số 1 nữa, nên chúng ta có cái chất mà có hoạt tính nó là 1,25 dihydroxy cholecalciferol, mà người ta hay gọi nó là canxitriol. Các bạn sẽ học trong chương vitamin D thì về là ra coi lại nhé.
chuyển hóa của vitamin D. Vitamin D muốn có tác dụng thì nó phải chuyển hóa 2 lần ở gan với thận, tạo ra cái chất có hoạt tính, đó là 1,25 DHCC hay là calcitriol. Như vậy thì cái nhiều khi có những người có chế độ ăn uống đầy đủ nhưng vẫn thiếu vitamin D, bởi vì là nó cái chức năng gan, chức năng thận nó không có hoạt động được. Hay là trong trường hợp mấy cái đứa bé mới đẻ ra nó hay bị hạ canxi máu, và vai trò của vitamin D là nó làm cho cái hạn định nồng độ canxi trong máu, phải không? Nhưng mà bây giờ là cơ thể đứa bé nó mới đẻ ra nên cái chức năng gan thận nó chưa có hoàn chỉnh, nó lại không có được hấp thu những cái loại thức ăn có chứa nhiều vitamin D, cho nên là nếu lúc đó nó rất dễ thiếu vitamin D và đưa đến dẫn đến là cái nồng độ canxi nó trong máu nó hạ, và nó sẽ biểu hiện là khóc đêm rồi vân vân. Thì lúc bây giờ là chúng ta sẽ thấy cái triệu chứng thiếu vitamin D không phải đơn thuần là ở chỗ vẫn cung cấp D đủ, mà ở chỗ là cơ thể nó có đảm bảo chuyển vitamin D trở thành cái dạng có hoạt tính để thực hiện các chức năng của nó hay không. Thì nếu thiếu vitamin D thì nó không có hạn định được nồng độ canxi trong máu, nên ở đứa bé thì nó dẫn đến còi xương, còn ở người lớn thì nó dẫn đến nó kéo xương từ kéo canxi từ xương ra để nó hạn định nồng độ canxi trong máu lại. Đấy, thiếu canxi thì vitamin D nó hoạt động bằng cách làm sao để tăng cái nồng độ canxi, bằng cách cơ chế của 1,25 DHCC là nó tăng hấp thụ từ thức ăn vô, lấy canxi từ thức ăn vô, giảm đào thải canxi ra theo đường tiểu, và nó tái hấp thụ canxi từ xương vô lại trong máu. Cho nên là khi thiếu vitamin D thì đứa bé thì bị còi xương, nhưng mà cái khi mà ở người lớn thì lại bị loãng xương với nhuyễn xương các bạn. Thì đó là cái những cái bệnh lý, và người ta có thể sử dụng vitamin D ở dạng tiền chất để vô cơ thể nó được biến đổi, hoặc là ngay ở cái dạng hoạt hóa được tổng hợp thẳng để đưa vô để người ta có thể sử dụng ngay được. Nên các bạn khi dùng một cái chế phẩm của vitamin D các bạn phải để ý ha. Có cái nó ví dụ canxigenol chẳng hạn, ở trong này nó chỉ là vitamin D ở dạng tiền chất, còn những cái mà có hàm lượng rất nhỏ tính ở hạng microgam thì nó chính là cái dạng hoạt hóa, người ta đã biến đổi của nó giống như cái chất đã đi ngang qua gan qua thận rồi, nên cái hàm lượng nó rất nhỏ, và cái hoạt chất đó người ta tên đó là canxitriol nha các bạn. Bạn nhớ phân biệt ra rất nhiều cái thuốc ở cái dạng nó xài nha, người ta lưu ý một chút xíu. Đó là cái sự chuyển hóa, phải qua quá trình chuyển hóa mới tạo thành tác dụng. Một trong những chất kế tiếp nữa cũng khá nổi tiếng đó là cái clopidogrel ha, trong trường hợp mà cái ức chế cái tập tiểu cầu, cái bệnh nhân mà sau khi đặt cái stent trong trường hợp bị nhồi máu cơ tim thì cái stent nó vẫn là cái yếu tố nguy cơ để cho tiểu cầu nó kết tủa trở lại, tạo ra cục máu đông, và khi đó người ta phải luôn dùng cái một cái chất ức chế cái tập tiểu cầu, đó là nhóm chlorel, phải không, ti chlorel, clopidogrel, rồi ti cạc chlorel, rồi vân vân. Thì cơ chế của cái nhóm clopidogrel cũng giống vậy, nó phải qua một cái quá trình, nó là cái chất không có tác dụng, qua một cái quá trình oxy hóa nó chuyển, và sau đó nó mới hình thành ra một cái dẫn xuất tion, và chính cái chất này mới có tác dụng chế cái tập tiểu cầu. Một trong những cái chế phẩm cái biện dược gốc khá nổi tiếng của nó là Lavit đó các bạn, của cái clopidogrel, còn hàng generic thì nhiều dữ lắm. Thì những cái kết quả này các bạn nhớ chúng ta sẽ còn đi ở sau nữa nha. Như vậy thì chúng ta sẽ coi coi những yếu tố nào liên quan đến kết quả của thuốc. Dồn vô đây các bạn sẽ chắc chắn tập trung vô một cái thuốc chuyển hóa bên trong cơ thể là chuyển hóa sinh học, cho nên nó sẽ sử dụng hệ thống enzyme để chuyển hóa. Vậy thì những cái yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp lên cái hệ thống enzyme chuyển hóa thuốc đều có thể gián tiếp làm cho quá trình chuyển hóa thuốc đó bị ảnh hưởng. Chúng ta sẽ có hai hiện tượng, đó là hiện tượng về sinh học, nó mô tả cái cảm ứng và ức chế enzyme ở gan trong chuyển hóa, và một cái hiện tượng thứ hai là hiện tượng yếu tố di truyền, do di truyền nó làm thay đổi cái enzyme, nó tổng hợp ra cái enzyme thay đổi cái làm thay đổi chuyển hóa thuốc. Thì chúng ta đi thứ nhất đó là cái sự cảm ứng hay ức chế enzyme, thì các bạn sẽ nhìn thấy là do cái hệ thống enzyme nó sẽ xúc tác cho quá trình chuyển hóa của một thuốc. Như vậy thì nếu chúng ta sử dụng một cái thuốc phối hợp chung, cái thuốc này nó không có tác dụng gì liên quan đến cái thuốc mà dùng chung đó hết về mặt hiệu ứng dược lý,
nhưng nó lại tác động lên hệ thống enzyme chuyển hóa của thuốc đó. Nó có thể làm cho cái hệ thống enzyme chuyển hóa thuốc đó dưới sự có mặt của nó hoạt động mạnh hơn rất nhiều, thì người ta gọi đó là hiện tượng cảm ứng enzyme. Hoặc nó có thể sự xuất hiện của nó làm bất hoạt cái hệ thống enzyme chuyển hóa của một cái thuốc dùng chung, làm cho quá trình chuyển hóa nó chậm lại hoặc không xảy ra nữa, thì người ta gọi đó là hiện tượng ức chế enzyme. Thì người ta có thể định nghĩa như vậy. Đó là cái bạn đọc ở trong bài. Còn các bạn có thể nhớ đơn giản nha, khi chúng ta cho một cái thuốc vô thì nó sẽ được cái hệ thống enzyme chuyển tạo thành các chất bất hoạt thải ra ngoài. Nhưng lưu ý chúng ta còn thêm một cái hiện tượng như là cái vitamin D hay cái clorbidrol nãy mình mới nhắc tới đó, từ một cái chất bất hoạt là cái cục màu xanh nó chuyển tạo thành những cái 1,25 DHCC hay là cái dẫn xuất tion của clorbidrol mới có tác dụng. Vậy thì cái hiện tượng cảm ứng enzyme đó nó lại tạo ra cái kết quả trái ngược với nhau hoàn toàn, tùy theo bản chất của cái enzyme đó xúc tác cho ra một cái chất mất tác dụng thải ra ngoài, hay là cái enzyme đó xúc tác để biến một cái tiền chất tạo thành chất có tác dụng, và hậu quả nó trái ngược với nhau hết, cũng một cái khái niệm gọi là cảm ứng hay một khái niệm được gọi là ức chế, nó khác biệt nhau do cái enzyme đó đang làm cái chuyện gì thôi. Trong trường hợp này là trường hợp cảm ứng, thì các bạn thấy một cái thuốc qua quá trình chuyển hóa tạo thành các dẫn xuất bất hoạt, thì cái hiện tượng cảm ứng enzyme nó làm tăng hoạt động của enzyme chuyển hóa hơn, nó đẩy cái quá trình chuyển hóa thuốc nhanh hơn, cho nên một cái thuốc A khi dùng chung với thuốc B thì cái thuốc A bây giờ lại mất tác dụng rất nhanh. Hiện tượng này được gọi là hiện tượng cảm cũng gọi là cảm ứng enzyme. Nhưng ngược lại các bạn phải để ý thêm, hồi nãy cái clorbidrol chẳng hạn, clorbidrol muốn có tác dụng thì phải chuyển thành cái dẫn xuất có tác dụng, thì một cái chất dùng chung lại làm tăng hoạt động của hệ thống enzyme nó lên, đẩy cái tiến trình này nhanh hơn, nên thuốc và cái tác dụng của thuốc sẽ đến sớm hơn hoặc là sẽ mạnh hơn. Và thì chúng ta nhớ ha, hiện tượng cảm ứng nó có thể gây ra hậu quả trái ngược nhau tùy theo cái enzyme bị cảm ứng đó nó là làm xúc tác cái phản ứng chuyển hóa theo cái chiều nào, từ một cái chất có tác dụng tạo thành cái chất mất tác dụng thải ra ngoài, hay là từ một cái tiền chất tạo thành một cái chất có tác dụng. Đa phần thì chúng ta thấy các thuốc hầu hết qua quá trình chuyển hóa đều trở nên mất tác dụng hết, nên mặc định người ta nói cứ hiện tượng cảm ứng enzyme thì gây ra thuốc giảm tác dụng khi dùng chung với một cái chất gây cảm ứng, nhưng thật sự nó vẫn có những trường hợp nó lại làm tăng tăng tác dụng nha các bạn. Tương tự cái ức chế enzyme cũng giống vậy, ức chế enzyme là một cái hiện tượng làm bất hoạt enzyme chuyển hóa của một cái thuốc dùng chung, làm cho cái thuốc đó chậm chuyển hóa hơn, nó lưu lại trong cơ thể lâu hơn, hoạt tính nó mạnh hơn, hoạt độc tính nó cũng sẽ tăng theo lên, bởi vì nó ở trong cơ thể với nồng độ cao hơn lâu hơn. Nhưng mà cái clorbidrol hồi nãy thì lại nguy hiểm vô cùng. Clorbidrol muốn có tác dụng thì phải tạo ra cái dẫn xuất tion, khi đó mới có tạo ra cái tập tiểu cầu. Bây giờ lại cho một cái thuốc ức chế cái enzyme chuyển hóa của clorbidrol thì dẫn đến cái quá trình hình thành các hoạt chất không xảy ra, và đưa đến là thuốc không có tác dụng hoặc là hoạt tính giảm giảm rất mạnh khi dùng chung nhau. Nên các bạn, thì ức chế enzyme người ta cũng thấy đa phần do các thuốc qua quá trình chuyển hóa thì mất tác dụng, nên ức chế enzyme là nó làm cho giảm hoạt động của cái enzyme của chuyển hóa của thuốc dùng chung, làm cho cái thuốc đó chậm chuyển hóa lại hơn, ở lâu cơ thể hơn, nên tác dụng kéo dài hơn, độc tính có thể gia tăng lên. Chúng ta vẫn còn phải nhớ một cái trường hợp ngược lại bên dưới cho clorbidrol hay là vitamin D nhé, nó lại hậu quả lại ngược hoàn toàn. Cho nên là các bạn phải dòm cho ra bản chất cái enzyme đó nó xúc tác cái chuyển hóa như thế nào. Thì với những cái giống vậy thì các bạn có thể dòm thấy cái bản như vậy, các bạn hiểu nhé. Thì đa phần là những cái thuốc này đều qua quá trình chuyển hóa nó mất tác dụng, cho nên dùng chung với những cái thuốc cột màu đỏ thì cái những cái chất ở cột màu xanh nó tăng cái chuyển hóa lên hơn và tác dụng nó sẽ giảm đi rất nhanh. Người ta thường hay thấy người ta gọi rifampin là chất gây cảm ứng, còn cái thuốc ngừa thai dạng uống là cái chất bị cảm ứng. Khi dùng chung hai cái đứa này cùng lại nhau thì không có tác dụng ngừa thai, bởi vì rifampin nó sẽ làm tăng cái hoạt động của enzyme chuyển hóa của thuốc ngừa thai dạng uống này lên, nên dẫn đến cái thuốc này không thể hiện được tác dụng. Hiện tượng này gọi là cảm ứng enzyme. Và các bạn lại để ý thấy con điều này ở trên cái dòng đầu tiên
chính thuốc phenobarbital hay là barbiturate nó lại gây cảm ứng chính cái hệ thống enzyme của chuyển hóa cho nó. Hiện tượng này là gì đó các bạn? Ta sẽ gặp nghe nhắc rất nhiều, đặc biệt là những cái thuốc ức chế thần kinh trung ương. Khi các bạn dùng những cái thuốc an thần gây ngủ, sau một thời gian muốn có tác dụng thì chúng ta phải tăng cái liều lên mới có tác dụng. Nó là cái hiện tượng chúng ta đã học rồi, nghe nhắc nhiều rồi, đó là hiện tượng dung dung nhận thuốc, đúng không? Vậy thì một trong những cái nguyên nhân để gây ra dung nhận thuốc là cái hiện tượng cảm ứng enzyme chuyển hóa của chính nó. Tự nó tạo ra cái tăng cái hoạt động của enzyme chuyển hóa của nó lên, nên sau thời gian dùng muốn có tác dụng trở lại giống như ban đầu nữa thì người ta phải tăng liều lên, tăng liều lên. Thì hiện tượng này người ta được định nghĩa đó là cái dung nhận thuốc, để chúng ta giải thích. Vậy thì cái dung nhận thuốc nó chỉ xảy ra khi nào? Chúng ta sẽ coi tính chất để các bạn định nghĩa không rài. Chúng ta học bài thuốc gây tê rồi cứ thuốc không có tác dụng đổ thừa cơ địa là dung nhận, là có trình trạch lắc nha, không phải chỗ đó muốn đổ thừa cứ dung nhận, dung nhận. Ngược lại ha, những cái nhóm thuốc bên đây cái cột màu xanh mà hãy dùng chung với cái cột màu đỏ thì nó sẽ cái những cái thuốc mà ức chế enzyme đó, một cột màu đỏ đó nó sẽ làm bất hoạt enzyme chuyển hóa của những cái thuốc cột màu xanh ở ở cái dòng tương ứng, nên những cái thuốc đó sẽ chuyển hóa chậm lại hơn và độc tính sẽ tăng lên cao. Các bạn sẽ thấy cái ketoconazole khi dùng chung với tafenadine, ketoconazole là thuốc kháng nấm, dùng chung với tafenadine là thuốc kháng dị ứng thì nó làm tăng cái độc tính của tafenadine lên rất cao. Nó dẫn đến người ta có thể bị hôn mê do sáng đỉnh. Còn cái cimetidine khi dùng chung với diazepam thì nó lại làm cho cái tác dụng gây ngủ của diazepam sẽ kéo dài hơn rất nhiều, là do nó ức chế cái enzyme chuyển hóa của diazepam. Đó là cái những cái bản này các bạn hiểu ha, và các bạn sẽ thấy rất nhiều các cái bản đọc trong sách sau này khi người ta bắt đầu tiếp cận đến chi tiết hơn về hệ thống enzyme. Thì nãy tôi nói đó, có hàng trăm cái loại enzyme hiện nay đều được gọi chung là ship, và họ đặt ship 1, ship 2, ship 3, mấy gì vân vân. Vậy thì những cái enzyme này nó chuyển hóa cho rất nhiều loại thuốc khác nhau, và như vậy nó có thể bị cảm ứng hay ức chế của một cái thuốc khác dùng chung. Quá trình này người ta gọi đó là tương tác thuốc về mặt chuyển hóa. Các bạn đang làm quen với một cái phần khó nhất trong sử dụng thuốc ha, đó là tương tác thuốc về mặt chuyển hóa. Những cái thuốc nó ảnh hưởng qua lại tác dụng với nhau bằng cách là nó ảnh hưởng lên hệ thống enzyme chuyển hóa của nó, chứ nó không có ảnh hưởng đến cái những cái hiệu ứng dược lý diễn ra. Và như vậy thì ngay cả chính một thuốc cũng có thể làm thay đổi cái hoạt động, cái cường độ hay là cái mức độ hoạt động của enzyme chuyển hóa của chính nó gây ra hiện tượng dung nhận. Đó là một trong những lý do thôi các bạn, để giải thích cho hiện tượng dung nhận. Còn hai ba cái nguyên nhân nữa, nhưng chúng ta sẽ nhớ một trong những cái nguyên nhân đó là do hiện tượng cảm ứng enzyme chuyển hóa của chính nó. Tỉ như dòm vô đây thì các bạn có thể hình dung không, cái cột cái dòng đầu tiên đó là những cái thuốc mà được chuyển hóa chủ yếu bởi SIP 3, 4. Cái cột thứ hai là những cột ức chế SIP 3, 4, vậy dùng chung giữa cái dòng 1 với dòng 2 thì nó sẽ dẫn đến là làm tăng tác dụng của những kéo dài tác dụng của những cái thuốc ở dòng 1. Còn phối hợp giữa những cái thuốc ở dòng 1 với ở cái dòng 3 thì các bạn sẽ thấy là những cái chất ở dòng thứ ba này nó sẽ làm tăng hoạt động của những cái SIP 3, 4, cho nên nó làm chuyển hóa của những cái thuốc như là thuốc chặn kinh canxi, các statin rồi đó, nó làm cho cái chuyển hóa nhanh hơn. Bạn hiểu ha, đó là cái nó ghi ra để chúng ta đọc kết quả. Vậy thì quay trở lại định nghĩa một chút xíu về cái sự dung nhận thuốc là một cái xu hướng mà làm gia tăng thu nhận của cơ thể đối với một cái thuốc mà khi trước chỉ cần một cái đáp ứng với cái liều thấp hơn cũng có thể diễn ra, thì đó là hiện tượng dung nhận. Và cái tính chất của hiện tượng dung nhận thì có hai cái điều mà lúc nào chúng ta phải lưu ý để giải thích, chứ không phải chỉ cứ dòm vô cái thuốc nó không có tác dụng thì chúng ta đổ thừa là dung nhận thuốc nghe. Không phải. Mà cái thứ nhất là cái dung nhận thuốc đó không phải nó xảy ra đối với tất cả một các cái hiệu ứng có đang có của một thuốc. Ví dụ một cái thuốc đó có hiệu ứng A, B, C, D ở trên hệ tim mạch, trên hệ tuần hoàn, trên hệ thần kinh trung ương, trên và cơ trơn, đồ diện vân, thì cái dung nhận thuốc nó chỉ xảy ra đối với một hai cái hiệu ứng thôi. Và
Như vậy thì muốn có tác dụng thì chúng ta phải tăng cái liều lên cho một vài cái hiệu ứng thôi, thường là hiệu ứng trên thần kinh trung ương, chứ không phải là để cái thuốc đó có dung nhận đối với hiệu lực tác động trên thần kinh trung ương thì tất cả các hiệu lực còn lại đều phải đều xảy ra dung nhận hết. Cẩn thận chỗ này ha, không phải. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, cái hiện tượng dung nhận thuốc nó luôn luôn đi kèm theo một trạng thái người ta gọi đó là hội chứng cai thuốc, khi chúng ta dừng thuốc một cách đột ngột. Đúng. Ví dụ các bạn thấy mấy cái đứa nghiện ma túy đó, khi mà chúng ta dừng thuốc một cách đột ngột thì nó sẽ có biểu hiện ngay trở lại kích thích giật giả la ó mà chúng ta nói là thiếu thuốc đó. Thì cái hội chứng cai thuốc được định nghĩa là một cái biểu hiện ngược lại đối với cái tác dụng của thuốc khi chúng ta ngừng thuốc đột ngột. Thì hội chứng cai thuốc đây là do một cái sự điều hòa receptor nằm bên cái cơ chế tác dụng dược lý, phần này thì phải sau đại học chúng ta có tiếp cận nổi. Thì nhưng đây là một cái sự điều hòa receptor, nó giống theo cơ chế feedback của cơ thể vậy thôi. Thì vậy thì một cái hiện tượng dung nhận thuốc nó phải mang cái tính chất này có sử dụng đã lặp đi lặp lại rồi, nhiều lần rồi. Và cái thứ hai, ngừng một cái cách đột ngột thì nó có hội chứng cai thuốc, biểu hiện ngược lại với tác dụng của thuốc. Chứ không phải tự nhiên cho người ta uống thuốc không có tác dụng rồi nói là ta vợ mà dung nhận thuốc nha các bạn, không phải giống như vậy đâu. Thì đó là cái lý do mà chúng ta phải phân biệt giữa cái dung nhận thuốc. Dung nhận thuốc thì nó có phân biệt ra giữa cái lạm dụng, giữa dùng sai, giữa miễn dịch nhanh và giữa lệ thuộc thuốc. Phần này các bạn tự đọc ở đâu, tự học ở đâu, trong cái bài lạm dụng thuốc và cái dung nhận thuốc ở trong cuốn sách Dược lực học của cô Trần Thị Thu Hằng, cuốn đó là dịch ra từ Woodman, nó nằm ở cái khoảng cái trang 30 mấy, 70 mấy á, lật ra cái cuốn đó có cái bài đầu tiên. Thì chúng ta phân biệt những khái niệm này để sử dụng thuốc nha, đó là cái phần tự học của các bạn. Phân biệt làm sao đây, lạm dụng với lệ thuộc chính là một cái biểu hiện của cái dung nhận thuốc và nó chỉ khác nhau ở mức độ. Lạm dụng là cái bước đầu tiên của cái lệ thuộc thuốc, người ta lạm dụng cho cái thuốc đó với một cái mục đích phi điều trị. Ví dụ họ dùng morphine là cho cái cảm giác khoan sảng khoái dễ chịu rồi, chứ không phải là dùng morphine để cho giảm đau. Thì đó là cái bước đầu tiên, đó là lạm dụng, sau đó thì nó mới dẫn dần dần cao lên, đó là lệ thuộc thuốc, và cái biểu hiện đó người ta gọi chung là dung nhận. Còn cái dùng sai thuốc nó cũng đâu có làm cho thuốc tác dụng, người ta đau bụng chỗ uống thuốc nhức đầu rồi không hết đau bụng nó dung nhận thuốc à, thì đó là cái dùng sai thuốc à. Còn cái thứ ba là miễn dịch nhanh, là một cái hiện tượng mất tác dụng của thuốc ngay sau khi lặp lại một cái liều thứ hai kế bên đó, thì người ta gọi là miễn dịch nhanh. Cái này thường thấy ở trong trường hợp gây tê tủy sống cho các thuốc gây tê. Thì nếu đã học bài gây tê rồi thì coi lại coi người ta giải thích ở bên trong đó, đó là chính là do cái hiện tượng axit hóa nội bào nó dẫn đến thuốc mất tác dụng rất nhanh, thì người ta gọi là miễn dịch nhanh. Nhắc lại ha, là một cái hiện tượng mất tác dụng ngay ở lần lặp lại thứ hai với một cái khoảng thời gian rất ngắn sau đó, thì người ta gọi đó là miễn dịch nhanh. Như vậy thì về cái nguyên nhân đó các bạn, nó cũng có hai cái dạng để gây ra dung nhận, đó là dung nhận bẩm sinh và dung nhận thâu nhận. Cái ví dụ dễ hiểu, dung nhận bẩm sinh tức là ngay đẻ ra lớn lên thì chúng ta lại dùng một cái liều thuốc đó đó, nó mang cái yếu tố di truyền, người ta có thể đáp ứng được với cái liều cao hơn của cái thuốc đó, còn thấp hơn thì không tác dụng. Mà cái dễ hiểu nhất là cái uống rượu đó ha, các bạn sẽ thấy có người mới đẻ ra lớn lên thì uống phà không biết sai phải không, uống lần đầu tiên cũng giống như vậy, còn có người lại uống lần đầu là ói ra mật xanh mật vàng, nhưng sau đó bắt đầu chinh chiến nhiều năm phải không, rồi từ từ lên đô lên, từ từ nâng cái liều lên dần dần, thì cái đó được gọi là dung nạp thâu nhận. Cái hiện tượng lên đô khi uống rượu đó là một cái dung nạp thâu nhận đó, và dễ hiểu giống vậy đó. Còn cái gì như vậy thì họ định nghĩa cái lạm dụng và cái lệ thuộc, thì các bạn nhớ ha, một cái lệ thuộc thuốc là một cái biểu hiện cao nhất của cái lạm dụng thuốc, lúc đó phải dùng lặp lại nhiều lần, có hiện tượng dung nhận thuốc rõ, tức là càng dùng càng về sau thì phải tăng liều, và hãy cắt một lần cắt thuốc ngay đột ngột thì sẽ xuất hiện ngay cái hội chứng cai thuốc, và người ta không thể nào dừng cái liều hoặc là giảm cái liều để duy trì cho cái sự khen thưởng với cái sự trừng phạt. Trong sử dụng thuốc, lạm dụng lệ thuộc thuốc,
nó có hai cái khái niệm được gọi là khen thưởng và lệ thuộc. Người ta dùng cái thuốc đó để cho được một cái mục đích khoan khoái, cảm giác dễ chịu gì đó, chứ không phải là mục đích điều trị các bạn. Thì người ta gọi đó là khen thưởng. Ví dụ dùng cái thuốc morphine hay là ma túy đó, tạo ra cái cảm giác lâng lâng dễ chịu, khoan khoái, người ta đi tìm cái cảm giác đó. Thì đó là chúng ta không thể ngừng liều hoặc giảm liều để tìm cái cảm giác đó. Và cái ngừng thuốc một cái thì sẽ xuất hiện ngay cái hội chứng cai thuốc, thì người ta gọi đó là một sự trừng phạt. Và như vậy thì không thể nào ngăn cái hội chứng cai thuốc được hết. Các bạn sẽ thấy ấy, cái người nghiện ma túy hay là nghiện morphine, nghiện các chất gây nghiện, là hãy ngưng một thuốc là sẽ có cái biểu hiện ngược lại với tác dụng của chế thần kinh trung ương liền, tức cắt liền, là nó kích thích, nó giật giả, nó la hét liền, phải không? Đó là cái hội chứng cai thuốc. Nên đừng có lấy cái khái niệm đó mà định nghĩa vô cái dung nhận của cái con cóc gây tê ha. Không có cái gì để biểu hiện đó. Muốn đổ thừa thì phải đổ thừa có căn cứ rồi đàng hoàng. Còn cái bài bản thì chúng ta cứ lần lượt đổ thừa giống như vậy. Nhưng mà không phải thuốc nào cũng lấy khái niệm dung nhận với nhạy cảm ra mà đổ thừa được. Ta chú ý chỗ đó. Nè. Về cái biểu diễn thì nó cũng khác một chút. Tôi tóm tắt cái phần này để các bạn có thể đọc để lấy thêm cái phần kiến thức ở trong cái chương tự học này. Đó là cái người ta chia cái biểu hiện đó là lệ thuộc về tâm lý và lệ thuộc về thân thể. Đó là lệ thuộc về tâm lý thì có một số họ gọi chính là nghiện thuốc, tức là lúc nào cũng phải nghĩ về nó. Còn lệ thuộc về thân thể là cái thuốc nó đã tham gia vô trong một cái chuyển hóa bên trong cơ thể luôn. Khi thiếu nó thì nó sẽ gây ra cái hội chứng cai thuốc ngay tức khắc. Các bạn sẽ thấy mấy cái đứa mà cái nghiện ma túy tới hệ chưa tới cử bắt đầu thiếu thuốc cái là nó ngáp, nó ợ, nó chảy nước miếng, nó chảy nước bọt rộn dân đó ha, bởi vì thuốc đã tham gia vô trong một cái chuyển hóa luôn của cơ thể rồi. Thì đó là lệ thuộc về thân thể. Và cái lệ thuộc thân thể nó biểu diễn mà nhất là nó tàn phá rất nhanh, nó tạo ra cái lão hóa tế bào. Cái hình này là cái hình mà của một cái người phụ nữ thôi. Sau 10 năm, mỗi năm ta dùng chụp lại một tấm và họ đang nghiện cái methamphetamine là cái thuốc lắc. Các bạn sẽ thấy sau 10 năm cái hình trên đầu và cái hình cuối ở dưới là cách nhau 10 năm. Lão hóa tế bào cũng diễn ra rất nhanh, giống như vậy đó. Tổ chức thế giới nó giới thiệu cái ổ nó đưa ra cái lệ thuộc thuốc, nó đâu cần hô hào khẩu hiệu tổ chức meeting biểu tình gì đó. Nó đưa mấy cái hình đó các bạn chỉ thấy sau một cái khoảng thời gian mày xài đó 4 năm nè, từ 1998 đến 2002 đó mày sẽ thành như vậy đó. Đó các bạn sẽ thấy nha, đó là một cái sự lệ thuộc về thân thể rất lớn. Về mức độ thì nó sẽ thể hiện ra hai trạng thái gọi là quen với nghiện và có thuốc gây quen, có thuốc gây nghiện. Quen thì nó đặc trưng nhẹ hơn là thèm mà không bắt buộc dùng. Ít có lệ thuộc về mặt tinh thần, tức là không có bị nghiện đó, chưa bị nghiện đó, và không có ý định gia tăng liều dùng với hậu quả, chỉ có ảnh hưởng đến cá nhân. Nên chúng ta hay nói là ghiền cà phê thực hiện chỉ là quen thôi. Ví dụ giờ này tôi thèm nhưng mà tôi không có bắt buộc vô uống cà phê. Giờ tôi nghĩ nếu mà có cà phê thì chắc ngon lắm ha. Rồi không có ý định gia tăng liều dùng, tôi uống lận ngàn ly à, tôi không có hơn. Và hậu quả chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, tôi ghiền cà phê tôi phải tốn tiền mua nhiều mỗi ngày mà uống. Còn nghiện thì nó nặng hơn. Và các cái opioid, các cái barbiturate thì nghiện, còn diazepam thì quen nha các bạn. Nhớ ha. Nghiện thì nó nặng hơn, thèm bắt buộc phải dùng. Lệ thuộc cả về tinh thần lẫn thể xác, luôn có ý định gia tăng liều dùng và gần như thay đổi về tư cách luôn. Đó, các bạn thấy mấy đứa mà nghiện ma túy rồi ha, nó nghiện thuốc lắc rồi là bắt đầu nó làm mấy chuyện mà cái người bình thường không ai làm hết. Nó đổ tư cách luôn, nó đổ tư cách. Thì đó mới gọi là nghiện. Thì những cái khái niệm đó khi chúng ta dùng để giải thích cho cái việc lệ thuộc một cái thuốc, cái việc dung nhận một cái thuốc thì chúng ta phải thận trọng, chứ không phải là chúng ta cứ dơ vô chúng ta cứ giải thích đại ha, như hổm rày mình thực tập. Các bạn chú ý một chút xíu. Thì cơ chế nhắc lại, hiện tượng cảm ứng enzyme là một trong những nguyên nhân nghe, chứ chưa phải là tất cả các nguyên nhân, chỉ có nhiêu đó thì ta chú ý vậy thôi. Thì đó là về cái, nói thêm chút xíu với các bạn về cái chuyển hóa thuốc mà về cái yếu tố cảm ứng và yếu tố chế. Nó giải thích cái khái niệm dung dung nhận thuốc ở bên trong đó. Còn cái kế tiếp nữa đó là cái yếu tố liên quan đến di truyền. Yếu tố này khá là phức tạp để trong cái hậu quả đó.
sử dụng thuốc đó các bạn, là nó gần như nó diễn biến tương đối là khá là phức tạp. Nãy mình nói ha, thì thông thường đó là cứ một cái enzyme nó có thể bị các cái chất dùng chung tạo ra cảm ứng hay ức chế. Nhưng mà bây giờ chính cái cơ địa của cái người dùng thuốc á, nó tạo ra cái enzyme đó chuyển hóa thuốc nhanh hay chậm khác nhau, cũng chuyển hóa thuốc đó nhưng mà nó lại chuyển hóa nhanh hay chậm với tốc độ khác nhau. Cái nhóm người mà tạo ra cái enzyme chuyển hóa thuốc đó rất nhanh thì người ta gọi là nhóm EMS, tức là nhóm chuyển hóa nhanh. Còn cái nhóm người mà tạo ra cái enzyme cũng chuyển hóa thuốc đó mà lại chuyển hóa rất chậm thì người ta gọi là nhóm người BMS, tức là những người chuyển hóa chậm. Chuyển hóa chậm, chữ B này chữ bua đó các bạn, bua metabolite. Còn chữ Y này là extended metabolite, tức là chuyển hóa rất chậm. Như vậy thì nó không cần một cái chất khác hiện diện để can thiệp lên cái hoạt động của cái enzyme ha, mà chính cái enzyme nó lại được tổng hợp trên cái cơ địa do yếu tố di truyền. Có người thì chuyển hóa cái thuốc đó rất nhanh nhưng có người lại cũng cái thuốc đó lại chuyển hóa rất chậm. Thì chúng ta sẽ có nhiều nhóm, nhưng chắc chắn có nhóm bình thường, có nhóm chuyển hóa nhanh, có nhóm chuyển hóa chậm, tùy theo cái thuốc, cái thay đổi về cái cấu trúc di truyền. Và nó cũng không dừng lại ở ba hai nhóm đó mà nó phân ra rất nhiều nhóm. Sau này chúng ta lại có chuyển hóa trung bình, chuyển hóa siêu siêu chuyển hóa nữa, chuyển hóa rất nhanh nữa, rất nhanh. Cái hiện tượng chuyển hóa thuốc liên quan đến yếu tố di truyền nó xuất phát từ cái đầu tiên, đó là cái nghiên cứu của đối với cái metphenytoin. Metphenytoin là một cái thuốc chống động kinh mới hiện nay. Khi sử dụng thì nó có một cái dạng đồng phân qua hình học, tức là nó có cái dạng S, dạng R. Phần này nó sẽ cho cái tác dụng khác nhau mà chúng ta đã học trong phần cơ chế rồi đấy các bạn. Đấy không? Và chỉ và mỗi một cái dạng giống vậy thì nó lại được chuyển hóa thành chất có tác dụng và cái dẫn xuất thải ra ngoài lại khác nhau. Cái dạng R đó thì là nó vô ở cái dạng R và dưới cái xúc tác của enzyme CYP3A4 thì nó mới tạo thành cái dẫn xuất hoạt hóa có tác dụng, đó là nivolumab. Còn để đào thải thì nó phải ở cái dạng S là cái dạng đào thải chính và qua cái xúc tác của cái CYP2C19. Còn cái dạng R thì người ta chưa biết cái enzyme nào giúp nó chuyển hóa đi ra ở cái dạng axit glucuronic liên hợp, nhưng mà nó lại chuyển hóa bởi CYP2B6 và CYP2C9 thì tạo thành một cái đồng phân giống như nivolumab nhưng lại không có tác dụng chống động kinh. Vậy thì cuối cùng cái thuốc này vô nó lại phải ở hai cái dạng khác nhau để đi ra ngoài. Để nó ở cái dạng SM và qua chuyển hóa của CYP2C19 thì là cái dạng là con đường chuyển hóa đào thải chính của thuốc. Còn hễ qua cái CYP3A4 thì là tạo thành dẫn xuất có tác dụng chống động kinh. Phụ thuộc vô như vậy đó. Thì đó là mới một cái thôi. Còn bây giờ lại lập kế tiếp một cái nữa là cái CYP2C19 là phụ thuộc vô yếu tố di truyền. Người ta tính ra là có hai cái loại người. Mỗi sẽ chuyển hóa nhanh với chậm cái metphenytoin ở dạng S. Thì trong đó có những người EMS là những người sẽ chuyển hóa rất nhanh thuốc này đi ra ngoài. Nên một cái liều cho vô chưa chắc đã có tác dụng như một cái người khác. Còn cái nhóm người BMS là những cái người chuyển hóa rất chậm, cho nên là nó chậm cái chuyển hóa ra ngoài, nó lưu lại trong đó và nó có thể biến đổi lung tung theo các cái con đường còn lại. Thậm chí nó có thể là biến cái đổi cái cấu hình không gian, nó dẫn đến tạo ra cái tác dụng chống động kinh mạnh hơn, hoặc là nó không được đào thải ra ngoài, nó gây ra độc tính. Thì đó là cái phức tạp vô cùng của những cái nhóm thuốc giống như vậy và có liên quan đến cái yếu tố di truyền, liên quan đến cái men chuyển hóa thuốc. Cái hiện tượng này ngày nay người ta gọi đó là cái dược di truyền, và nghiên cứu về cái di truyền của một cái cơ địa đối với một cái chuyển hóa thuốc qua trung gian của một cái enzyme. Vậy thì nhắc lại các bạn, do cái thay đổi về cái cơ địa mà nó dẫn đến dạng gen nó thay đổi, dẫn đến tạo ra cái dạng hình khác nhau, nên cũng một cái thuốc đó nhưng có người thì chuyển hóa rất nhanh, ta gọi là nhóm EMS, và có người thì lại chuyển hóa thuốc đó rất chậm bởi vì tạo ra cái enzyme chuyển hóa thuốc đó rất chậm, người ta gọi là BMS. Và như vậy cái nhóm BMS thì nó liên quan nhiều đến tác dụng phụ của thuốc, còn cái nhóm EMS thì nó liên quan nhiều đến cái hiệu quả trị liệu, nó chuyển hóa rất nhanh nên không đủ đáp ứng trị liệu. Còn cái nhóm BMS thì chuyển hóa rất chậm, lại ở lại cơ thể lâu hơn nên dễ gây ra tác dụng phụ.
nó phức tạp, nó bắt đầu tới cái hệ thống enzyme chuyển hóa người ta dùng thuốc bắt đầu khó chịu ha, và nó dẫn đến cái tác dụng khác nhau hoàn toàn trên mỗi cái chủng tộc khác nhau. Trong cái đa hình của cái chuyển hóa của methphenidoin đó thì người ta thấy những cái người có cái tần suất kiểu hình BMS thì gần như nó tập trung ở cái người châu Á, đó là Nhật, Trung Quốc với Hàn Quốc. Còn cái người Mỹ hay là cái người Mỹ gốc Phi hay người da trắng thì dường như là cái tần suất BMS nó rất ít. Như vậy thì những cái người châu Á khi sử dụng cái methphenidoin này thì cái độc tính phản ứng phụ của cái này nó sẽ cao hơn những cái người da trắng rất nhiều. Cái nghiên cứu này vậy đó thì người ta gọi đó là dược di truyền học, cái vật dược di truyền này nó đang đi dần dần theo, nên nên là cái chỉ định trị liệu càng ngày nó càng cá thể hóa điều trị ở chỗ đó giống như vậy đó. Thì một cái nữa cũng liên quan đến cái dược di truyền học, nó diễn rất lâu rồi mà tại chúng ta không đi nghiên cứu sâu vô. Hiện nay khi người ta thế giới người ta đi sâu vô thì mình muốn quay lại mình giờ, đó là cái chuyển hóa của INH. INH thì trong cái quá trình mà thối giáng nó, tức là nó chuyển tạo ra cái chất để thải ra ngoài không có tác dụng, thì nó sử dụng cái enzyme N-acetin transferase. Nhìn vô đây thì các bạn thấy nó gắn cái gốc acetin vô trong cái phân tử isoniazid để nó thải ra ngoài phải không? Thì bây giờ người ta phát hiện ra là có hai cái nhóm người, tức là mà có cái NAT2, tức là cái N-acetin transferase nó khác nhau do cái cơ địa di truyền à. Đó là nhóm người acetin quá chậm và nhóm người acetin quá nhanh, và chừng như chúng ta không có biết mình đang ngồi đây ai là người nhanh ai là người chậm hết, chỉ quá chậm. Cho nên trong cái chỉ định của cái INH đó để điều trị lao trong một cái tuần lễ đầu người ta phải dò liều, bởi vì không ai biết là nhanh, người nhanh đó thì chuyển quá nhanh thì cái nó sẽ không đáp ứng điều trị ở một cái liều nên chúng ta phải tăng liều lên. Còn cái người mà chuyển quá chậm lại nằm ở trên cái tình trạng là suy gan thì độc tính của cái INH đối với cơ thể sẽ diễn biến sớm hơn nhiều, sớm hơn nhiều. Đó là cái độc tính gì các bạn? Độc tính gì các bạn biết không? Đó là cái sự cản trở hấp thu của vitamin B6. Những cái chỉ định lao mà khi xài NH độ khoảng 4 tuần là người ta bắt đầu phải bổ sung vitamin B6, bởi vì cái INH nó cản trở sự hấp thu của vitamin B6 ở trong thức ăn. Nên khi xài thời gian thì cơ thể sẽ thiếu vitamin B6. Mà thiếu nó biểu hiện ra đó chính là cái viêm đa dây thần kinh ngoại biên. Cho nên là khi đó để ngăn cái tác dụng phụ này thì sau khi dùng thời gian của INH người ta phải bỏ thêm B6 vô để bù lại cái phần mà nó bị cản trở hấp thu do INH. Thì bây giờ cái tác dụng phụ này nó sẽ diễn ra sớm hơn nhiều trên những người của cái nhóm acetin quá chậm hơn rất nhiều. Thì lúc nào cũng giống vậy, một cái luận điểm đưa ra là phải được cái bằng chứng y học xác nhận các bạn, chứ không có nói suông. Và cái bằng chứng y học nó lại phải được đăng trên các cái công trình có giá trị nữa. Đây là cái họ chứng minh cho mình là cái nhóm acetin quá nhanh và nhóm acetin quá chậm nó diễn biến thay đổi cái nồng độ của N-acetin, cái INH nó khác nhau hoàn toàn đó các bạn. Sau 6 giờ khi bắt đầu sử dụng cái INH thì những cái nhóm người acetin quá nhanh nó gần như nó tụt ngay tức khắc xuống mất liền, acetin quá bị đào thải rất nhanh, nhưng cái nhóm người acetin quá chậm thì nó kéo rất dài, cái nồng độ trong máu nó vẫn còn trong một khoảng thời gian rất lâu. Thì đó là cái chuyển hóa, và như vậy thì người ta mới đưa ra cái kết luận của cái nghiên cứu này. Những cái người mà có cái độc tính trên gan gây ra bởi INH á, thì nó sẽ xảy ra cái độc tính này nè cao gấp 28 lần ở những cái người mà acetin quá chậm so với những cái người mà của cái nhóm acetin quá nhanh. Ở cái người nào mà có cấu trúc di truyền tạo ra cái enzyme xúc tác cho phản ứng acetin quá INH chậm thì cái độc tính trên gan gây ra do thuốc sẽ cao gấp 28 lần so với cái nhóm người chuyển hóa nhanh. Nó bắt đầu nó khác biệt về cái cơ địa. Các bạn sẽ thấy ha. Thì đặc biệt là trên những cái quần thể của cái người châu Á này. Bởi vì đây là những cái người mà có tần suất những cái người BMS rất cao. Một cái ví dụ nữa các bạn cũng sẽ thấy đó là cái chuyển hóa của BVI đó.
BVI có rất nhiều chất nhé, bốn chất thường hay xài đó là omega, bơ, lăng tô, axo, phải không? Thì bây giờ là nó lại chuyển hóa theo mỗi cái con đường chuyển hóa khác nhau các bạn. Những cái phần này các bạn sẽ thấy nó rất nhiều trong các cái tạp chí, các bài báo hiện nay, trong các cái mà brochure nó giới thiệu về thuốc đó. Thì các bạn cứ đi thì sẽ đọc, sẽ thấy rất nhiều trong sử dụng. Omeprazole nó sẽ chuyển hóa chủ yếu qua con đường CYP2C19, nên người ta biểu diễn bằng cái mũi tên rất lớn đó các bạn, và nó thải ra thành các cái sản phẩm thải trực. Còn cái rabeprazole thì nó là không đi chuyển hóa bằng con đường CYP2C19, mà nó dùng cái con đường mình sử dụng các hệ thống enzyme nằm ở ngoài bào tương, nó không nằm trong cái cytochrome. Hai cái chuyển hóa khác nhau giống giống vậy. Và nãy mình thấy rồi ha, cái CYP2C19 là một trong những cái đứa mà bị ảnh hưởng rất lớn đối với cái hệ thống di truyền. Nên chúng ta sẽ có những cái người CYP2C19 nhanh, CYP2C19 chậm, nên dẫn đến cái chuyển hóa omeprazole lại cũng thay đổi nữa, lại thay đổi nữa. Thì đây là những cái con số dự động học mà người ta đưa cho mình thấy thay đổi rất lớn omeprazole. Tới 1/2 giữa cái, tức là cái thời gian bán thải của thuốc này á, trên cái người mà thuộc nhóm BMS đó, thì nó gấp gần như là 3 lần, hơn 3 lần trên những người chuyển hóa nhanh. Tức là cái thời gian thuốc lưu lại bên trong cơ thể của omeprazole ở những cái người chuyển hóa chậm đó là nó kéo dài gấp 3 lần so với cái người chuyển hóa nhanh. AUC nó cũng gấp 3 lần, và cái Cmax của một cái liều omeprazole trên cái người chuyển hóa chậm đó nó sẽ cao gấp 3 lần cái Cmax của người chuyển hóa nhanh trong cùng một liều. Hay nói cách khác, những cái người mà châu Á mình xài cái omeprazole nó phản ứng phụ rất dễ xảy ra, cao hơn cái người châu Âu rất nhiều. Bởi vì nãy mình thấy cái người châu Á, người Việt Nam rồi, thì trong về dược di truyền họ hay xếp chung trong người Trung Quốc, người Hàn Quốc, người Đài Loan, và những cái chỗ này là những chỗ hay nghiên cứu về di truyền nhiều nhất. Nên các bạn thấy ha, là cái người châu Á của mình nó khi xài các cái BVI này phản ứng phụ sẽ cao hơn rất nhiều so với cái người da trắng, bởi vì cái tần suất xuất hiện nhóm người mà cái thuộc cái nhóm chuyển hóa chậm đó là nó cao hơn rất nhiều. Đó là cái chuyển hóa về cái tính đa hình trong chuyển hóa của một cái thuốc. Và các bạn sẽ thấy là bây giờ là khi học về các chuyển hóa thuốc, không biết về SIP, không biết về tính đa hình này, về liên quan đến cái di truyền, thì nó rất khó sử dụng thuốc. Bởi vì người ta sẽ giải thích hiện nay là điều trị theo cá thể hóa, người ta bắt đầu cái hướng điều trị hiện nay là cái hướng cá thể hóa, tức là người ta xác định các hệ thống di truyền để ảnh hưởng đến chuyển hóa thuốc như thế nào để người ta bắt đầu điều trị. Thì đó là cái hai cái yếu tố ảnh hưởng rất lớn mà tôi muốn các bạn nhớ để khi đọc cái một cái thuốc ha, chúng ta chú ý một cái thuốc có thể sẽ bị chuyển hóa ảnh hưởng bởi một cái chất dùng chung, đó là chất cảm ứng hay ức chế, và cái sự chuyển hóa của nó đôi khi nó lại bị ảnh hưởng chính yếu tố di truyền. Nó làm cho có người chuyển hóa cái thuốc đó rất nhanh, nhưng có người lại chuyển hóa cái thuốc đó rất rất chậm. Đó là cái về, và họ chia này, đối với cái CYP2D6 thì họ chia ra tới bốn nhóm chứ không có hai nhóm nữa. Là có những nhóm người di truyền tạo ra những người chuyển hóa chậm, tức là BMS nữa, rồi có những người chuyển hóa trung gian, rồi có những người chuyển hóa nhanh BMS, rồi bây giờ có những người chuyển hóa siêu nhanh nữa, ultra rapid nữa. Thì do cái tốc độ chuyển hóa họ chia để họ sử dụng cái thuốc khác khác nhau. Và một khi những cái enzyme này, tại sao nghe hay nhắc hoài, đó là ship 1 A4, cái ở cái ship 2D6 này, ship 3 A4 này, ship 2C19, đó là những cái thuốc mà đi qua chuyển hóa đó là nó bị ảnh hưởng bởi các yếu tố di truyền rất lớn nha các bạn, rất lớn. Ví dụ như là trong cái này chúng ta sẽ thấy cái codein, oxycodone, tramadol đều là những cái tiền chất qua cái chuyển hóa của CYP2D6 nó mới tạo thành cái dẫn xuất opioid trong cơ thể có tác dụng giảm đau, có tác dụng giảm đau. Cho nên cái tác dụng giảm đau của những cái thuốc này á, nó phụ thuộc rất nhiều vô cái quá trình chuyển hóa của những cái tiền chất này. Thì người ta thấy gần như là trên những cái người da trắng thì ngược lại, cái CYP2D6 lại là tồn tại với một cái tần tỷ lệ khá cao, và do đó thì nó có thể làm cho những cái chuyển hóa quá mức của những
Chất này tạo thành cái chất có hoạt tính dẫn đến quá liều khi sử dụng. Tuy nhiên ngược lại có khoảng 7% cái người da trắng thuộc nhóm chuyển hóa chậm, và những người này thì khi sử dụng muốn có tác dụng giảm đau thì phải dùng cái liều lớn hơn, hoặc thậm chí không có tác dụng giảm đau khi dùng các cái tiền chất này. Nó giải thích cho mình kết luận ra một cái dung nhận nhạy cảm, đó là liên quan đến yếu tố di truyền rất lớn nha các bạn, liên quan đến về cái dược lý di truyền của thuốc. Chúng ta không có dòm qua một cái hiện tượng mà chúng ta phán được đâu, đó là cái để các bạn chú ý nha, dùng thuốc. Thì những cái ảnh hưởng trong quá trình chuyển hóa thuốc liên quan đến tương tác thuốc, ví dụ rất nhiều nó đưa đến các khái niệm thuốc hiện nay khá là phong phú mà khi sử dụng thuốc phải theo dõi, dường như là nó ẩn trong cái phần tương tác thuốc về chuyển hóa rất nhiều các bạn. Cái thứ nhất là khi các bạn thường cứ hay chỉ định một cái NSAID thì chúng ta lại ngăn cái phản ứng phụ của NSAID là tăng tiết axit dạ dày, thì bây giờ lại cho một cái BBI vô, phải không? Để chúng ta làm giảm tăng tiết axit dạ dày. Nhưng thật sự ra có phải chỉ có BBI hay không? Nó là nó phụ thuộc vô cái style, cái phong cách dùng thuốc. Giống như học trò ai theo thuốc đó, thì thấy ông thầy mình cho to giống vậy thì mình cho y to giống vậy. Đâu rồi chưa kể là cái hiệu quả kinh tế. Nên bây giờ nếu chỉ định một loạt các cái NSAID bên này, người ta có thể dùng gì đây? Dùng là BBI, dùng cái H2 blocker, và thậm chí họ dùng antacid, và các H2 blocker được chỉ định rất nhiều. Còn trong khi đó thì ở Việt Nam mình là gì? Cứ automatic omeprazole, bởi vì nó làm sao các bạn? Nó là cái rẻ nhất, có mấy trăm đồng viên hả? Và cái thứ nhưng chúng ta lại quên một cái điều, đó là cái BBI thì cái người châu Á mình có tần suất PMS lại rất nhiều. Nhưng mà chúng ta cứ theo cái kiểu cứ hãy chọn cho NSAID là cứ cho BBI, cho NSAID là cứ cho BBI, trong khi đó thật sự vẫn còn những cái thuốc khác hay không, nó phải phụ thuộc vô cơ địa của cái người đó nữa, tình trạng cái mức độ bệnh nữa. Giờ mình cho phòng bệnh lại cho một cái thuốc thì nó dẫn đến một cái khái niệm dùng thuốc mà tôi muốn giới thiệu với các bạn nay, người ta gọi là khái niệm polypharmacy, tức là đa trị liệu, đa dược lý của một cái thuốc. Polypharmacy là cái gì? Là cái khi dùng một cái toa thuốc mà có từ 5 cái thuốc trở lên, mà trong đó có rất nhiều thuốc là giải quyết cái phản ứng phụ cho cái nhóm thuốc khác, người ta gọi đó là cái polypharmacy đúng các bạn. Và thường cái polypharmacy này nó thường hay xuất hiện ở cái người lớn tuổi rất nhiều, và cái số thuốc họ sẽ tăng dần theo cái thời gian sử dụng, mà những cái thuốc cho sau đó mục đích chủ yếu là chỉ để giải quyết các cái phản ứng phụ cho cái thuốc cho trước thôi. Tôi lấy ví dụ nè, cái ông lớn tuổi này ông xài cái thuốc ức chế men chuyển để điều trị huyết áp, thì cái phản ứng phụ của thuốc ức chế men chuyển là gì các bạn? Là ho đúng không? Thì sau thời gian đó lại ổng than ho hoài, thì cái bác sĩ điều trị cho ngay một cái thuốc cắt cơn ho, đó là ho điều trị ho khan, đó là cái codeine. Như vậy thì codeine cái phản ứng phụ nó là gì? Là gây táo bón. Nên sau thời gian ổng lại bắt đầu than phiền nữa, thì lại cho thêm một cái thuốc thứ ba là điều trị cái táo bón, là thuốc dưỡng tràng. Và bây giờ sau thời gian nữa thì dẫn đến là bắt đầu thay đổi cái u trương thẩm trương đồ nhân dân, và u trương nhược trương gì đó nhân dân, bắt đầu là chỉ định thuốc để giải quyết tình trạng xáo trộn cái cân bằng ion đồ nhân dân, là càng ngày sau thuốc cứ tăng từ từ lên, mà chủ yếu là chỉ giải quyết những cái phản ứng phụ của các thuốc đầu tiên. Thì hiện tượng này ta gọi là polypharmacy các bạn, đa dược lý. Các bạn sẽ thấy toa thuốc hiện nay nó đang đi theo cái hướng đó rất nhiều, người ta cứ tăng dần 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 lên hoài. Thì hậu quả của cái polypharmacy ở người lớn tuổi là cái gì? Đó là thứ nhất là hãy cho nhiều thuốc thì đương nhiên nhiều phản ứng phụ, rồi lại phải giải quyết cái phản ứng phụ đó ha, phản ứng phụ đó. Và dùng nhiều thuốc như vậy thì càng ngày người ta sẽ càng không tuân thủ trị liệu. Giờ lúc trước uống có một đơn một cái to thuốc một cái đơn thuốc có trên một cái loại thuốc, tháng đi khám sau ổng cho hai thuốc, 2 3 tháng sau tăng lên 3 thuốc, tuần sau tăng lên 4 thuốc, đương nhiên ta ngán uống gì đó. Dạ đó là chưa kể gì đây, nó đương nhiên là nó tăng về cái giá trị về kinh tế,
mà chủ yếu là giải quyết các phản ứng phụ do cho thuốc vô hoạt. Thì hiện tượng này các bạn nhớ ha, người ta gọi là đa dược lý, thường hay gặp ở những cái người lớn tuổi, trưởng trường hợp này. Thì khi cho thuốc là hiện nay người ta cũng bắt đầu giải quyết những cái tình trạng giống vậy. Cứ một cái phản ứng phụ chúng ta lại cho một cái thuốc, rồi tạo ra một cái triệu chứng mới, rồi lại cho một cái thuốc, nên là càng ngày cái lượng thuốc nó sẽ càng tăng, tăng dần dần lên đó các bạn thấy ha. Cho vô ibuprofen, rồi bắt đầu cho một cái lọ cái ho tăng, rồi ổ gì đó cái bị cái nóng rát cái dài dài đó, rồi bắt đầu cho các thuốc điều tiết, rồi lại bắt đầu cho thuốc ho ho lại cho bị ho ho lại cho dextromethorphan, nó cứ lên tăng dần dần. Hay trong trường hợp giống như vậy, dùng một cái thuốc giảm đau, ông này ông bị đau khớp đau chân gì đó cho NSAID, thì bây giờ NSAID nó sẽ có hai cái phản ứng phụ rất lớn, đó là cái ở nóng đó ha, nóng thì bây giờ cho PPI, sau đó cho PPI vô thì nó lại dẫn đến là thiếu magie thì dẫn đến nhiều cơ, còn bên này thì lại là gây ra cái phụ thì dẫn đến cho thuốc lợi tiểu, dẫn đến lợi tiểu thì rối loạn thẩm thấu ha. Vậy đó là cứ càng ngày càng cho lên, và cái thuốc cho khúc sau là để giải quyết các phản ứng phụ của thuốc trước. Ta sẽ các bạn cứ để ý học đi, những cái toan đơn thuốc này sẽ rất rất nhiều, xuất hiện rất nhiều. Thì đó là một cái hiện tượng mà khi sử dụng thuốc về tương tác về mặt chuyển hóa rất là khó chịu. Tuy nhiên có những cái cặp chuyển hóa bỏ vô thì bắt buộc không được phép xài. Biết trong trường hợp mà các bạn thấy hiện nay cứ cho NSAID, cứ cho omeprazole cũng không ai nói gì. Không, thật sự còn thật sự omeprazole nó có ngăn được cái tác dụng mà tăng tiết axit dạ dày hay không thì không có ai tính toán được hết. Mà một số các cái nghiên cứu về sau này họ chỉ hình như là nó mang tính chất tâm lý, tức là để cho cả người cho thuốc và cái người nhận thuốc người ta cảm thấy an tâm hơn trong sử dụng. Còn đánh giá thật sự là omeprazole có bảo vệ được cái không cho bảo vệ được niêm mạc dạ dày, làm giảm cái tổn thương do cái NSAID gây ra hay không thì người ta không đánh giá được. Nhưng có những cái cặp tương tác về mặt chuyển hóa thì bắt buộc chúng ta phải không được phép xài, ví dụ omeprazole với clopidogrel. Khi gõ vô một cái là phần mềm nó báo tương tác nguy cơ, tương tác nguy cơ, không được xài, không được xài, chắc chắn là nó báo giống vậy. Thì cơ chế dễ hiểu hết các bạn, nãy mình thấy đó. Clopidogrel muốn có tác dụng thì nó phải chuyển thành cái chất, cái dẫn xuất tion có tác dụng, và khi đó nó mới gây ra cái được cái tác dụng chế kết cặp yêu cầu. Vậy thì sau khi gây ra cơ chế ức chế kết tập tiểu cầu thì clopidogrel nó lại có một cái tác dụng giống như nhóm NSAID, đó là cũng gây ra tổn hại niêm mạc đường tiêu hóa. Vậy thì bây giờ người ta lại luôn luôn cho cứ cho cái khuynh hướng dùng cái BBI bỏ vô để làm cho kèm hãm cái phản ứng phụ đó, nhưng mà cái omeprazole, rabeprazole, lantoprazole, đường dân đều là những cái thuốc làm bất hoạt cái CYP2C19, nên dẫn đến bỏ vô cái là nó bất hoạt cái CYP2C19, lấy đâu mà nó chuyển cái clopidogrel tạo thành chất có tác dụng, nên nó dẫn đến không có tác dụng ức chế kết tập tiểu cầu là nguy hiểm rồi phải không, mà nó lại lại nó còn lại là gì, làm sao nó xảy ra tác dụng phụ được mà nó để cho thằng này vô có tác dụng, nên là nó dẫn đến những cái nguy hiểm nhất là ở chỗ gì đây, đó là ở chỗ nó làm mất cái tác dụng ức chế kết tập tiểu cầu của clopidogrel, dẫn đến cái hậu quả do cái tổn thương trên tim mạch nó sẽ diễn ra sau sau đó. Thì tương tác thuốc này là cái tương tác bất lợi, và khi các bạn gõ vô phần mềm thì nó nói đây là cái tương tác có ý nghĩa lâm sàng và không có nên sử dụng. Nhưng cái gì cũng giống vậy các bạn, người ta luôn luôn đào sâu vô nghiên cứu và người ta thay đổi liên tục cái quan niệm trị liệu. Thì hiện nay có một số các cái công trình nghiên cứu họ lại bắt đầu họ đi sâu vô cái nghiên cứu đó, thì người ta mới nêu ra cái tương tác giữa omeprazole với cái clopidogrel đó trước đây chỉ là một cái nghiên cứu nhỏ trên 1.000 mấy trường hợp thôi, thì nó được thấy công bố giống vậy và họ giải thích cái cơ chế. Nhưng hiện nay thì người ta đi vô một cái nghiên cứu gộp rất lớn và có rất nhiều cái nghiên cứu thực nghiệm,
thì họ thấy là trên một cái nhóm người có dùng PPI và một nhóm không dùng PPI thì cái tỷ lệ mà gây ra các cái bệnh lý ở trên những cái nguy cơ trên hệ tim mạch đó, thì hai nhóm này cũng giống nhau, y chang nhau, chứ không có, không phải là cái người mà dùng clopidogrel với omeprazole thì lại tăng nguy cơ tim mạch lên cao hơn, không có. Cái người mà không dùng cái omeprazole cũng cái nguy cơ tim mạch cũng bằng với cái người có dùng cái omeprazole, thì họ mới công bố ra con số giống giống như vậy. Thì hiện nay bây giờ cái điều trị họ đang theo hai khuynh hướng đó các bạn, đó là cái thứ nhất, một số các bệnh viện lớn trên thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bây giờ là họ khuyến cáo, họ nói là cái cứ xài đi, không có sao hết, cứ cho lobeptorel xài rồi cho omeprazole vô để bảo vệ, có nghĩa là họ công nhận tác dụng phụ và họ phủ phủ nhận có cái tương tác bất lợi này diễn ra. Nhưng một số khác thì vẫn thận trọng, ví dụ các bạn sẽ đi ở bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ hiện nay thì người ta vẫn thận trọng, người ta vẫn chưa có chịu cái những cái nghiên cứu công bố giống vậy, họ vẫn xếp vô đây là cái tương tác bất lợi, đừng có phối hợp chung lại với nhau. Và đồng thời thì họ có đưa ra một cái gần đây đó là một cái hướng dẫn sử dụng trong lựa chọn thuốc, bởi vì những cái nhóm lobeptorel bây giờ thì mỗi một cái thuốc nó lại chuyển hóa theo các con đường khác nhau. Điều đó chỉ có lobeptorel mới đi qua CYP2 C19 tạo ra cái dẫn xuất có tác dụng gây ra ức chế cái tập tiểu cầu ra xuất creo thì cũng giống vậy, nhưng mà cái ti cạc cái chlorel thì nó lại là không đi theo cái con đường này, bản thân của nó vô ngay là nó đã trở thành một cái chất có tác dụng. Do đó mà hiện nay thì tôi có được một cái khuyến cáo của cái dược lâm sàng ở dưới bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ đó, thì họ nên là họ dựa vô các cái tài liệu của FDA Hoa Kỳ á, thì họ nói phối hợp cái clopidogrel thì hiện nay vẫn nên là không nên phối hợp clopidogrel với những cái PPI mà ức chế mạnh trên CYP2C19 như là omeprazole và azoxystrobin, có thể dùng pantoprazole như là một cái lựa chọn thay thế. Và đặc biệt thì theo FDA Hoa Kỳ thì trong những cái bệnh nhân hội chứng vàng cấp mà không có ST trên đó, thì họ khuyến cáo cũng vậy, không nên phối hợp cái clopidogrel với cái PPI để ngăn ngừa cái tác dụng phụ do cái PPI gây ra, do cái clopidogrel gây ra, và có thể thay thế pantoprazole, bởi vì cái pantoprazole là nó không đi qua cái, nó không có ức chế những cái enzyme của CYP2C19, còn họ chưa có nhắc gì tới tới cái ti cạc. Tùy theo mỗi cái các bạn, cái kiến thức mình có giống vậy đó, mình coi coi cái hướng dẫn trị liệu để mình có thể giải thích. Nhưng cái quan trọng nhất là gì các bạn, là ở chỗ là phải có bằng chứng y học, chúng ta đừng có nghe nghe nói không mà phải có bằng chứng. Anh nói cái đó thì dùng cái pantoprazole thì anh đưa ra cái bằng chứng ở đây là của cái FDA Hoa Kỳ nha. Và như vậy á, thì có cái bằng chứng và chỗ cái có cái mức độ tin cậy thì chúng ta có thể là theo khuyến cáo đó sử dụng, còn chỉ nói khơi khơi thôi thì không có thể nào mà cứ theo khuyến cáo đó mà sử dụng được hết nha. Thì cái khái niệm đó đó, nữa chúng ta sẽ nhắc tới kế bên gần đây, đó là cái dùng cái thuốc theo cái off label. Thì tôi nghĩ chắc có lẽ nếu các bạn mà thì mình ráng mình học được một chút xíu nữa, không có thể nghỉ một chút xíu mình học tới khoảng, nếu được thì các bạn có thể tranh thủ ăn cơm rồi luôn học luôn tới cỡ 7 giờ rồi mình nghỉ được không các bạn, có thể chúng ta nghỉ khoảng chừng 15 phút được không, rồi tới 7 giờ rưỡi hay 7 giờ 15 gì đó nghỉ thì cũng đã banh chứ lại bỏ phí một buổi chiều chủ nhật uổng lắm. Có được không hả? À, Dạ thầy ơi, cho em hỏi là bây giờ mình nghỉ bao nhiêu phút rồi mình học học tiếp thầy? mấy đứa muốn nghỉ bao nhiêu được? Nửa tiếng nữa. Nửa tiếng đi ha. Ok, cho dứt bài chuyển hóa luôn. Tới đây thì từ đây tới độ khoảng 7 giờ rưỡi thì chắc là xong bài, ối xong cái bài bài dự động học luôn rồi đó, thì có thể tối nay tối mai hay gì đó học xong cho bài kháng sinh luôn.
nha. Rồi vậy nghỉ nửa tiếng đi nha. Bây giờ là nhiêu đấy, 5 giờ phải không? Rồi 5 giờ rưỡi học lại nha.